À, thì bác sĩ có thể cho biết là hiện nay những cái nguyên nhân phổ biến gây ra cái tình trạng là khàn tiếng hay mất tiếng là gì ạ? Vâng, thì các cái nguyên nhân thì có rất nhiều những cái nguyên nhân. Chúng ta biết là khàn tiếng, mất tiếng nó chỉ là một trong những triệu chứng thôi của rất nhiều những các cái bệnh lý. Ví dụ như là những cái viêm thanh quản do cái vi khuẩn này, do virus này, cũng như là do các cái nhiễm độc mãn tính. Ngoài ra thì những cái viêm nhiễm đường hô hấp của chúng ta nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các cái dây thanh âm của chúng ta, cũng có thể bị, hoặc là những cái hội chứng trào ngược dạ dày. Khi dạ dày trào ngược nó sẽ đưa những các cái dịch vị, các axit đi lên trên và dẫn đến tình trạng viêm họng mãn tính và viêm thanh quản mãn tính. Ngoài ra nữa thì chúng ta thấy là đối với những người mà lạm dụng hoặc sử dụng tiếng nói nhiều, như là MC này, rồi là những ca sĩ, và những người bán hàng, những người phải nói nhiều, và trẻ em thì ví dụ như khóc nhiều hoặc la hét nhiều cũng có thể dẫn đến tình trạng này. Và ngoài ra nữa thì những người mà bị các nhiễm độc mãn tính, ví dụ như là làm ở cái môi trường độc hại này, hoặc là đặc biệt là những người hút thuốc lá, những cái khói thuốc lá đấy nó cũng sẽ làm tổn thương các cái dây thanh âm, cũng như là những cái lạm dụng rượu bia. Và ngoài ra nữa thì cũng còn rất nhiều những các nguyên nhân khác nữa, ví dụ như là trong những cái tình trạng như là suy tuyến giáp này, rồi là những cái bệnh nhân bị liệt các cái dây thần kinh quạt ngược này, rồi là những cái tình trạng ung thư, như ung thư có thể là tại chỗ hoặc những cái ung thư ở các cái vùng hầu họng, nó cũng có thể chèn ép và dẫn đến cái tình trạng này. Vâng.